Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 11 trên kênh VTC14. Thưa bà con, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam dạnh áp thấp có trục 24-27 độ phía Bắc, bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc. Nên vào đêm và sáng sớm thì trời nhiều mây, độ ẩm không khí khá cao, một số nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ và ban ngày trời phổ biến ít mưa, có nắng. Nền nhiệt trong ngày sẽ tăng nhẹ, cao nhất vào lúc trưa và chiều mai, phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Điện Biên hay Sơn La thì nhiệt độ có thể lên mức là 33 độ. Tuy nhiên, tình trạng thời tiết như vậy sẽ không còn kéo dài. Vì theo dự báo, thì sang ngày 18, khối không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống và làm thay đổi thời tiết, nên quý vị cũng cần phải lưu ý. Tại miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, nhiễu động trong đời gió đông trên cao suy yếu, nên mưa sẽ tiếp tục giảm thêm, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều. Ban ngày thì nắng trở lại, thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng hơn, phổ biến từ 29 đến 31 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 30 đến 33 độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Thưa bà con, do ảnh hưởng của thời tiết bão lũ, gió đông bắc, mưa phùn trong những ngày vừa qua, công tác phòng chống dịch ở một số địa phương, Hà Tĩnh không đồng bộ cùng với tỷ lệ tiêm phòng nhiều huyện đạt thấp và tình trạng thả rông cho bò, nên nguy cơ dịch lở mồm long móng tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao theo báo cáo của tri cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh đến ngày 12 tháng 11 dịch lở mồm lóc móng gia súc chưa qua 21 ngày đã phát sinh tại 4 huyện là Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh là 173 con trâu và 6 con lợn bị bệnh và để ngăn chặn dịch bùng phát diện rộng tỉnh hà tĩnh đã cấp vaccine tiêm phòng và yêu cầu các địa phương đang có dịch tạm thời ngừng mua bán vận chuyển giết mổ gia súc trên địa bàn xã và các xã thuộc vùng bị dịch uy hiếp ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán gia súc từ vùng dịch ra ngoài và ngược lại Bên cạnh đó, bà con cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như là tiêu độc khử trùng, tiêm phòng, tiến hành cách ly ngay những con ốm ra khỏi khu vực riêng, không được chăn thả, không bán chảy, không giết mổ, vứt xác gia súc chết và chất thải của chúng ra ngoài môi trường. Bà con cũng nên tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng, cho ăn thức ăn mềm dễ tiêu, bổ sung vitamin, vệ sinh môi trường, luôn giữ nền trường khô giáo sạch sẽ và xử lý các vết luet bằng cách là bôi các loại thuốc sát trùng như là xanh metilen, cồn iốt hoặc là nước chanh, khế, tiêm kháng sinh để chống bụi nhiễm. Trở lại với thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thưa bà con, ngày mai mưa chỉ còn xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và cũng sẽ kết thúc nhanh. Ban ngày thì trời nắng sáo, không mưa, nhiệt độ vào lúc trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 29 đến 31 độ ở Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 đến 33 độ. Trên biển hiện tại, trên khu vực phía đông miền Nam Philippines xuất hiện một vùng áp thấp trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 17 tháng 11. Bà con ngư dân cần phải chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để kịp thời tìm nơi neo đậu an toàn, tránh thiệt hại xảy ra. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Thưa bà con, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất là từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 85%. Tại khu vực phía đông bắc bộ, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù dày rác. Tập trung tại ven biển và Nam Đồng Bằng, trưa chiều, chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất là 29 đến 32 độ và độ ẩm trung bình sẽ là từ 82 đến 87%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều, chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất là 29 đến 31 độ và độ ẩm trung bình sẽ là 84 đến 89%. Đối với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều, chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất là 30 đến 33 độ và độ ẩm trung bình là 85 đến 90%. Đến với khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ và cao nhất là 28 đến 30 độ, có nơi cao hơn, đồng trung bình là 83 đến 88%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất là 30 đến 33 độ và đồng trung bình 82 đến 87%. Bản tin thời tiết nông phù cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.